nay là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Cùng với không khí háo hức của học sinh khi quay trở lại trường sau những ngày nghỉ hè, các nhà trường cũng đã chào đón các em bằng một buổi lễ khai giảng tươi vui, rộn ràng, ghi nhận tại một số tỉnh, thành phố. Hôm nay mùng 5 tháng 9, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước chính thức dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Tại Hà Nội thì đường phố nhộn nhịp từ hơn 6 giờ khi gần 2,3 triệu học sinh thủ đô dự khai giảng. Thủ đô là nơi có số học sinh và trường lớp nhiều nhất cả nước. Em cảm giác là trường rất là vui tươi và sôi động. Và em thấy mình cũng khá là khác biệt bởi vì đã lên một cấp học mới và đã trưởng thành hơn. Ngay sau lễ khai giảng, khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ thì thầy và trò